Em xin kính chào quý cô chú, quý anh chị và tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bất Động Sản Thường Ngày. Nơi đây em sẽ cập nhật cho quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn một vài thông tin liên quan tới thị trường bất động sản, một vài thông tin liên quan tới ngân hàng và cũng như là mối quan hệ giữa bất động sản và ngân hàng ha. Và hôm nay thì tiếp tục một chuỗi video nói về thị trường bất động sản, thì em xin gửi đến quý cô chú, anh chị và tất cả các bạn một cái câu chuyện liên quan tới thị trường bất động sản. Đó là thực tế hiện nay từ cuối năm 2022 rồi, khi mà thị trường bất động sản nó đã gặp rất là nhiều các khó khăn, thanh khoản thì lúc đó kém và hàng ngàn các dự án hiện nay tính tới thời gian hiện nay luôn vẫn đang dở dang. Tính đến 6 tháng đầu năm 2023 thì tình trạng này nó vẫn không có chuyển biến gì và cho đến nay thì cũng vẫn vậy luôn, 6 tháng đầu năm 2024 vẫn như vậy luôn, không có một chuyển biến gì gọi là tích cực hết. Và dự là tình hình như thế này nó sẽ còn rất là lâu nữa thì thị trường mới có thể là tăng trở lại được. Và cũng có rất là nhiều các nguyên nhân, chủ yếu là do các vấn đề liên quan tới pháp lý, những cái dự án đó chưa được tháo gỡ và cái việc tiếp cận tới nguồn vốn của các doanh nghiệp thì đang bị hạn chế rất là nhiều. Bây giờ thì ngân hàng nào dám cho vay nữa đâu. Nghe tới bất động sản là ngân hàng cũng rất là sợ rồi. Mà có cho vay đi nữa thì cũng không ai dám vay trong cái thời gian này. Nếu mà tính là cho vay cá nhân thôi quý cô chú anh chị, bây giờ có rất là nhiều người đang còn đắn đo suy nghĩ rằng là có nên đi vay hay không. Tại vì nếu mà đi vay thì lãi suất nó lại tăng nữa, thì lấy tiền đâu ra để mà trả. Bây giờ thì lãi suất thì nó đang nằm ở quanh mốc cho vay khoảng 6-8%. Có nhiều ngân hàng thì ưu đãi năm đầu chỉ có 6% thôi quý cô chú anh chị. Tuy nhiên, cái mình quan tâm đến là cái lãi suất thả nổi. Bây giờ hầu hết các ngân hàng lãi suất thả nổi 12 tháng trở lên cộng với biên độ thì nó đã trên 12% rồi. Bây giờ ví dụ 1 tỷ thì chúng ta mỗi tháng trả bèo lắm là 10 triệu tiền lãi rồi, chưa tính tiền gốc. Nếu như chúng ta vay khoảng tầm là 20 năm đi, gốc và lãi cũng phải mười mấy triệu rồi quý cô chú anh chị. Cho nên bây giờ nếu như đi vay thì cũng rất là ngại ngùng. Có rất là nhiều người cũng muốn đi vay lắm nhưng mà sợ không có biết lấy tiền đâu ra để mà trả bây giờ. Hiện nay thì thị trường Việt Nam cũng đang chịu tác động bởi thị trường tài chính quốc tế, trong khi một số các ngân hàng lớn như ở Mỹ, ở Thụy Sĩ, ở châu Âu cũng đã bị phá sản rồi. Chiến tranh Nga và Ukraine vẫn chưa chấm dứt. Thế cho nên thị trường bất động sản Việt Nam lại không chỉ là rơi vào trầm lắng đâu, không chỉ dừng ở cái mức là không có giao dịch đâu, mà cái khó khăn của thị trường bây giờ nó còn khó khăn hơn cái thị trường cách đây 10 năm trước. Và cái gốc rễ của cái khó khăn này đa phần là do ách tắc nguồn vốn thôi, do là tín dụng không được khơi thông cho mấy, lãi suất thì hiện nay đang còn neo ở một mức rất là cao, và room tín dụng thì cũng không nới lỏng cho khách hàng cá nhân để mà vay mua bất động sản. Hầu như là cái khoản tín dụng đều đổ về bất động sản mà dành cho doanh nghiệp thôi. Rồi cổ phiếu, trái phiếu nó cũng đang làm mất niềm tin của khách hàng. Có rất là nhiều các nhà đầu tư ở Việt Nam kêu gọi là ngân hàng nhà nước phải nới rộng, lỏng cái room tín dụng, rồi giảm lãi suất để cho họ vay. Nhưng mà phải cần hiểu rằng là ngân hàng nhà nước họ đã tính đến cái chuyện là lạm phát cao thì phải trả cái lãi suất cao cho người gửi chứ. Thế cho nên là lãi suất cho vay cao là chuyện hiển nhiên rồi. Nếu như mà lãi suất trả cho người gửi không cao thì chẳng ai đến gửi làm gì hết. Họ sẽ rút tiền ra, họ đi đầu tư những cái kênh khác hoặc là họ mua vàng, họ tích trữ. Cho nên là lãi suất cho vay nó cũng phải cao vì ngân hàng là doanh nghiệp kinh doanh tiền mà. Ngoài ra thì thị trường bất động sản Việt Nam nó sống được chính là nhờ cái cơ chế bán nhà hình thành trong tương lai. Có nghĩa là bán nhà chưa có sổ đó quý cô chú anh chị. Một cái giải pháp mà nhiều người gọi là thông minh nhưng mà nó lại tiềm ẩn rất là nhiều các rủi ro cho người mua. Rủi ro cho khách hàng là khi mà dự án nó chậm tiến độ đi, nó không đảm bảo được chất lượng cam kết đi. Và nếu mà dự án nó bị chậm tiến độ thì cái nguồn vốn từ người mua nhà ở trong tương lai nó sẽ bị ách tắc. Chủ đầu tư cũng không thể nhận được cái nguồn vốn của người mua, do là có rất là nhiều người có một cái tâm lý e ngại như hiện nay đó quý cô chú anh chị. Thấy bây giờ nó chậm tiến độ quá rồi, giờ tôi đóng làm chi nữa, đóng thêm rồi các ông có
thực hiện đúng tiến độ hay không, hay là các ông ôm tiền đó đi vào những cái dự án khác, đầu tư vào những cái nơi khác, hay là tẩu tán đi đâu đó thì cũng không biết luôn. Và dự án thì nó vẫn án binh bất động. Chính vì vậy, khi mà một cái dự án nó bị ách tắc rồi, ở cái khâu nào không biết, khâu phê duyệt hay là cái khâu khác không biết, khâu phát triển dự án hay khâu nào đó không biết, mà nó làm đắp chiếu hàng loạt các dự án, thì nhiều chủ đầu tư lại dồn tiền của người mua. Những người mà đóng tiền cho cái dự án này á, thì họ lại đem đi cho những cái dự án khác, những cái dự án đang làm khác, hoặc là đi phát triển thêm những cái dự án mới. Và dẫn đến cái hậu quả thì như hiện nay ai cũng biết rồi, rất là nhiều các dự án không được phê duyệt, dẫn đến là khó khăn liên quan tới tín dụng, rồi cổ phiếu, rồi phát hành trái phiếu quá nhiều nữa. Bây giờ thì trả lãi trái phiếu cũng đuối luôn. Còn riêng về người mua, và đặc biệt là các nhà đầu tư đã dồn tiền đầu tư vào những cái bất động sản đó rồi, thì bây giờ là tràn ngập trong nợ luôn, không có lối thoát ra luôn. Người có tiền thì không nói đến làm chi, người ta mua người ta để đó, nếu như mà dự án nó ách tắc thì họ coi như là cái khoản đó nó bị chôn ở chỗ đó. Còn mà khi mà thị trường đi xuống thì họ chấp nhận là ôm, chờ thời thôi. Vì họ có tiền, họ không quan tâm. Hoặc là họ có quan tâm nhưng mà họ ít bị ảnh hưởng hơn là những người đi vay. Còn đối với những người đi vay, vay thì nó rõ ràng là khổ rồi. Có người thì mua những năm là 2020 với mức giá là khoảng tầm là 2 tỷ, 2 tỷ 2 đi. Giờ mà muốn bán để mà trả nợ cho ngân hàng thì cũng chẳng có ai mua luôn. Nếu như mà bán thì thật sự là còn thấp hơn cái giá mua trước đó, nhiều khi còn thấp không đủ tiền để mà trả lãi cho ngân hàng nữa. Có một cái thực tế là không ít những người may mắn họ phất lên nhờ làm cò đất, nhờ làm bất động sản, nhưng cũng đang có rất là nhiều người như cá nằm trên thớt như hiện nay. Tan cửa nát nhà cũng có, vợ chồng ly tan, con cái thì nheo nhóc, cũng vì là cò đất luôn, cũng vì là đi kinh doanh bất động sản luôn. Rất là nhiều người bị lùa vào những cái dự án đó. Và có khá nhiều các nhà đầu tư đầu cơ mua trong những năm 2020, trước năm 2020 đó quý cô chú anh chị, với một cái giá trị mà họ coi như là thời điểm đó là sốt đất có cơ hội tăng nữa. Và một trong những cái hậu họa của sốt đất mà em được biết đó rằng là có nhiều mảnh đất rất là mắc luôn, mua với một cái mức giá rất là cao luôn. Và đến bây giờ có nhiều người là phải cắm sổ trong ngân hàng, cần bán nhưng không thể bán được. Cho dù bây giờ mà hạ giá đến mức tối thiểu đi nữa thì họ cũng không đủ để mà trả tiền nợ cho ngân hàng, cả tiền gốc lẫn tiền lãi. Nếu như vay ngân hàng khoảng 2 tỷ đi, thì bây giờ gốc lãi ngân hàng nó cộng dồn lên cũng phải lên tới 2 tỷ 7 rồi. Mua cho mua 2 tỷ rưỡi, 3 tỷ gì đó đi, thì bây giờ bán chắc được là 2 tỷ rưỡi không. Bây giờ bán ngang bằng cái giá đó còn bán còn không được nữa. Cho nên đó là một cái khó khăn đối với những người mà lỡ ôm ngay đỉnh. Đây là một cái sự thật. Trong những cái sự thật mà buôn bất động sản rồi gặp rủi ro, rồi bị phá sản, mọi người hãy lưu ý rằng là ở thị trường hiện nay, nếu như mà một miếng đất, một cái căn nhà nó thật sự là ngon, nó sẽ chẳng bao giờ đến lượt cò đâu. Bởi vì những cái thông tin nắm được cũng đã qua vài cầu rồi mới tới cò được. Nên á, bây giờ cò đất mà nói hơi anh chị ơi, có nhiều lô đất, lô này đẹp, lô kia đẹp, giá hời, đầu tư xin lời ngon, đầu tư xin lời tốt, thì thật sự nghe thì mình thấy ham thiệt, nhưng mà đã tham rồi thì thâm, khó lắm quý cô chú anh chị. Và lời khuyên của em á, bây giờ dành cho những ai mà muốn mua đất, mua nhà, thì bây giờ nên tìm hiểu thị trường ít nhất là một năm đi. Tìm hiểu rồi coi những cái gì thực tế, rồi mình cứ từ từ, xong rồi mình sẽ thấy được cái muôn vạn cái mặt đời thường của nó, đặc biệt là những cái chiêu trò của cò, chiêu trò của môi giới. Đừng đi đâu, thật sự đừng đi đâu mà vội hết đó. Bây giờ lỡ mà đặt cọc xuống là tiêu luôn. Cái tài bơm thổi bong bóng của cái giới cò đất, rồi đầu nậu, rồi những người mà thổi giá đất đó của chú anh chị, rất là ghê gớm. Ở thị trường bây giờ, một cái nhà thì có ít nhất phải hai người cò, hai người môi giới họ đi kèm với nhau, để họ còn đá gà đá vịt với nhau nữa, để họ tâng bốc lên tâng bốc xuống nữa. Thậm chí có nhiều nơi họ chuyên nghiệp, họ làm chuyên nghiệp rồi, họ có cả đội để mà sắm các đủ các vai luôn, môi giới có, chủ đất có, bạn của chủ đất có,
rồi anh hàng xóm cũng có. Nói chung là rất là nhiều, xung quanh mình là toàn diễn viên hết. Và em biết rồi, bạn bè em cũng có rất là nhiều người, khách hàng của em cũng có rất là nhiều người. Rất là nhiều người trước đây đã rơi vào cái bẫy cò đó. Và lúc đó, thì họ chia sẻ cho mình thì họ ngậm ngùi. Thì bây giờ mình biết nghe thôi chứ biết làm sao bây giờ, đâu có giải quyết được cái việc gì đâu. Bây giờ thì ai mà lỡ xa vào rồi thì ráng chịu, thì coi như đó là một cái bài học. Tuy nhiên thì cái bài học này nó hơi đắt giá thôi cô chú anh chị. Nó tính tàn hàng trăm triệu, hàng tỷ đồng không à. Và nhiều người á, họ còn tin cái lời cò đất, tưởng là ép giá được chủ nhà nữa, ép giá bất động sản được nữa. Rồi nhờ vào hết vào cò, thôi anh chị nhờ hết vào em, em thương lượng được với bên chủ được một mức giá nào tốt thì ok anh chị cho em thêm. Nó có rất là nhiều người đi săn bất động sản hay nói vậy với cô chú anh chị, nhờ cò để mà thương lượng lại với bên chủ, ép giá chủ. Tuy nhiên thì chưa biết ai ép ai. Người ta hay nói ở thị trường là bây giờ người mua thì lầm chứ người bán ít khi lầm lắm. Thật sự là không bao giờ lầm. Rất là khó với cô chú anh chị. Kẹt thì bị ép xuống một xíu thôi, hoặc là thương lượng thôi. Họ mà cảm thấy mức giá nó không phù hợp thì thôi, họ đâu có bán làm chi. Họ chấp nhận họ ôm tiếp chẳng hạn. Nó không thể nào mà ép giá sâu được. Có nhiều cái trường hợp cũng vui lắm. Có nhiều người họ tưởng rằng là ép giá được chủ, xong họ nhờ tới môi giới ép giá. Tuy nhiên họ không biết rằng là cái tài sản đó là tài sản của môi giới, họ đặt cọc trước đó rồi. Họ đặt cọc trước để họ lướt sóng đó, quý cô chú anh chị. Họ kê giá lên cao rồi, bây giờ có giảm hay không là ở môi giới mà thôi. Thế cho nên em mới hay nói rằng là ở thị trường bây giờ, nếu như chúng ta muốn tìm hiểu bất động sản thì nên tìm hiểu ở thị trường ít nhất là một năm đi. Thị trường chính những cái nơi mà mình muốn đầu tư vào đó, hoặc là mình muốn mua đó. Em hay nói cái câu dân giả là đi nằm vùng đó quý cô chú anh chị. Có nhiều người họ rảnh đến mức thôi đi làm môi giới luôn, đi làm môi giới để hiểu thị trường hơn. Môi giới thì không nhất thiết là phải chốt đâu, làm môi giới để tiếp cận được nhiều bất động sản hơn, nhiều các chiêu trò hơn và tìm hiểu sâu về thị trường hơn. Nếu như thật sự mà quý cô chú anh chị và các bạn muốn tìm hiểu sâu về thị trường bất động sản thì nên chính là những người bên trong thị trường, thì lúc đó mới biết rõ được những cái ngóc ngách, những cái ngõ ngành của thị trường đó. Trong thị trường hiện nay thì giả giả thật thật, rồi thật thật giả giả, không biết đâu mà lần hết. Tóm lại thì cái sân chơi bất động sản bây giờ nè, tính tới thời điểm này nè, nó đã giá nó đã cao ngất ngưỡng rồi. Bây giờ thật sự nên nó chỉ dành cho những người đầu cơ và các giới siêu giàu, họ có tiền nhàn rỗi mà thôi, các đại gia mà thôi. Lãi suất ngân hàng bây giờ có giảm đi nữa thì cũng chẳng có ai mua, vì đều đã ôm hàng hết rồi. Bây giờ đang muốn bán tháo ra cho bằng được mà. Bây giờ họ còn đang tìm cách tìm nhau để mà cầu cứu, nhìn nhau để cầu cứu nữa. Chính dân đầu cơ bất động sản, cái hiện tượng đầu cơ bất động sản, nâng giá bất động sản, nó đã làm cho phân hóa giàu nghèo với một cái khoảng cách quá xa đi, trong một cái thời gian quá nhanh. Nên cho dù là có giảm lãi suất ngân hàng đi chăng nữa thì người thật sự có nhu cầu cũng không thể nào mà với tới được cái giá bất động sản như hiện nay. Và đó là những cái chia sẻ về thị trường bất động sản của kênh Bất Động Sản Thường Ngày ngày hôm nay. Thì em hy vọng rằng là sẽ giúp ích được đến với quý cô chú anh chị và tất cả các bạn một cái góc nhìn thực tế tại thị trường bất động sản hiện nay ha, và cập nhật một vài thông tin liên quan tới thị trường bất động sản. Hy vọng rằng là sẽ được sự ủng hộ của quý cô chú anh chị và tất cả các bạn ở những video clip tiếp theo.